Khu rẫy cà phê được xác định của gia đình ông Trần Thanh Dũng ở thôn nam xã Ia Mờ An, huyện Cư Mờ Ga. Tại đây, tổ công tác đã bắt quả tang trên 40 đối tượng đang tổ chức đá gà ăn tiền. Vì đây là khu rẫy cà phê hẻo lánh, nên khi thấy lực lượng công an ập vào, nhiều đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Trường đá gà này do Mai Ngọc Tú, 33 tuổi và Lê Xuân Cửu, 26 tuổi cầm đầu, đã hoạt động từ nhiều tháng nay. Chúng thường xuyên thay đổi địa điểm, chủ yếu là những khu rẫy cà phê vắng, rừng rậm, nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Tại hiện trường, công an tạm giữ 44 triệu đồng tiền mặt, hai con gà đá trên 30 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tăng vật có liên quan. Bước đầu điều tra, tổng số tiền các đối tượng đặt cược thắng thua cho hai con gà đá hiệp đầu tiên là lên đến 54 triệu đồng.